Bản tin dịch COVID-19 ngày 6 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có 913 ca mắc mới. Trong ngày có hơn 7.600 bệnh nhân khỏi, cao gấp 8 lần số mắc mới. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 10.751.227 ca nhiễm, đứng thứ 12 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 112 trên 227 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người có 108.495 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày, 7.626 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi, 9.732.548 ca. Bệnh nhân đang thở oxy là 29 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ, 21 ca. Thở oxy dòng cao, 4 ca. Thở máy không xâm lấn, 0 ca. Thở máy xâm lấn, 4 ca. ECMO, 0 ca. Từ 17:30 ngày 5 tháng 7 đến 17:30 ngày 6 tháng 7 ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua, 0 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.089 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 227 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 134 trên 227 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 trên 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á xếp thứ 5 ASEAN. Kênh sẽ cập nhật tin mới nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để cập nhật video mới.